Dạ, và lần đầu tiên cho Vinh Tân Hồng xin gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem video này ạ. Thì hôm nay Vinh lại tiếp tục đến đây thăm ông ngoại nhà hoang nha cả nhà. Thì hiện tại là thấy ông đang nằm ngủ nha cả nhà. Thì Vinh hôm nay lại cũng có gì cả nhà ơi, thì cũng đem lại một hộp cơm để cho ông ăn ha. Thì thấy ông đang ngủ nè, thì không biết là sáng giờ là không biết là ông có đi cưa cây này kia được hay không ha. Thì cũng thấy ông này kia là ngủ ban đêm hôm này kia ở đây nè cả nhà. Bây giờ ngủ say sưa, nói chung là Vinh đăng lại, nói chung là ông cũng không biết đâu. Bữa nay thấy đồ hơi dơ này, chắc cũng có đi cưa này kia nè. Thì tình trạng mà như là ở clip trước á, hiện tại giờ Vinh cũng không biết là ông có người thân hay không, nhưng mà cũng cố gắng. Nói chung Vinh có tiền thì sẽ cho tiền cả nhà ơi. Còn khi nào mà hơi eo hẹp quá thì Vinh mua cơm này kia cho đánh cho ông ăn ha. Ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, ngoại, ngoại nè con à. Mới ngủ à? À mới ngủ hả? Lâu rồi à? À nè, con cho ngoại hộp cơm. Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa hả? À ăn trên kia rồi hả? À vậy cái này để tối ăn, cái này tối ăn. Dạ coi ngon không, con mua đồ á. À ông coi coi ngon không, chắc ông nói ăn hồi sáng hay sao á. Tại bình thường là ông ăn là sẽ có vỏ hộp cơm này kia mà giờ này là chắc chưa cho ăn, chưa ăn đâu. Thì ngon không? Ngoài ngon không? Thế vậy? À bự bự hả? Vậy vậy. Thì nói chung Vinh lại đây quay clip nè cho tất cả quý khán giả xem là tưởng như là tình hình cuộc sống của ông ngoại như thế nào ha. Chứ thì đôi khi ông ngoại sử dụng mà hình thức miêu tả nó, nói chung là thì Vinh có cái, Vinh thì có thể là hình dung ra được, có cái thì nói chung là cũng vô phương rồi cả nhà. Thì lâu lâu này kia lại thì mua cơm nước này kia cho ông ăn ha. Này là ông ngoại sáng chắc ăn hồi sáng nè, chắc chiều nay là chưa có ăn cái gì nè, nên mở ra ăn luôn nè, cũng rất là ngon nha cả nhà. Đó. Ngon à? Ngon à? Ừ. Canh nghe, cái này hồi canh nghe, uống canh nghe. À chút xíu rồi cứ uống canh. Ừ. Chút xíu ăn hết này cái uống canh. Ừ. Thì qua video clip này cũng như là người thân của ngoại, nhưng mà có thấy được hình ảnh của ông á, thì như thì có thể liên hệ Vinh nha cả nhà. Liên hệ Vinh ha. Thì nói chung một thân ông mà sống này kia ở nơi khu vực hoang vắng như thế này, thì chỗ này nói chung thì trú mưa này kia được, nhưng mà cái gió lạnh này kia nó cũng e là nó cũng hơi tội cho ông. Rồi ông ngoại cuối cùng đã ăn xong rồi cả nhà. Ngon, ngon ha. Thuốc à? Bữa nay có ẹ được không? Có cưa không? À. Không hả? À. À. Không còn tiền không? À. Tiền. À. Tiền không có luôn hả? À. À. Hết chân tiền luôn. Ừ. Ủa ông mì hả? Dạ dạ dạ. À ăn hai gói hả? À. Ăn hai gói luôn. À buổi sáng ăn mì. À.
À, sáng mày. Đây à. À. Có điện thoại không? Có điện thoại luôn hả? Có luôn hả? Không hả? À, tối à, để thử mình thử cái lời viết nha. Mà ông có hiểu không nha? Nhìn cái này không? Chưa nhìn nữa gật đầu rồi. À, tối ngủ ở đây. Ngủ ở đây luôn. À. Ăn no chưa? Ăn cơm no không? Ăn cơm á? Ờ no không? No hả? À. Trên kia. À, chạy xe đạp lên trên kia. À, trên đó bắn ngon phải không? À. À. À, hình như là ông có biết viết chữ nha cả nhà. À, thì bây giờ Vinh sẽ viết. Vinh sẽ viết ha. Vinh viết hỏi ông. Hỏi ông là tối ông ngủ ở đâu. Có mấy cái lằn sọc không biết đọc được không nè. Đây nè. Không biết đọc không? Rồi. Đây hình như là ông cũng không luôn cả nhà, không biết đọc luôn rồi. Tại vì chưa vậy chăng mà ông đã trả lời mình rồi thì có thể là ông biết đọc rồi. Thì nói chung thì Vinh nói chung lâu lâu lại đây quay quay ông ngoại này kia cập nhật cái đời sống thường nhật của ông á, với lại là Vinh đem cơm nước này kia đồ ăn này kia lại cho ông ha. Thì nói chung là do cái khoảng cách gọi là nó tiếp xúc nó có bị hạn chế nên cũng không có tìm hiểu được cái nguyên nhân gì sao, cái lý do gì sao ông lại ở đây và làm cái nghề này và phải lang thang một mình. À, vừa đi cưa cây bơm muối này kia để kiếm thêm thu nhập đó, nhưng mà con cái người thân thì không biết như thế nào. Thì qua những cái hành động mà của ông kể này kia thì cũng không biết là ông đang nói cái gì, cũng khó lắm. Thì ông ghi cái gì? À, ông ghi lại con coi, ghi lại đây. Ghi lại để ông ghi cái gì đây. Hai chục, hai trăm. Hai chục ngàn. Hình như là ông đang nói là cái vấn đề là ông đi làm được 20 ngàn. Bây giờ tới 50 ngàn cả nhà. 50 ngàn. 50 với 20 là 70 ngàn. Dưới đó đó phải không? Bẻ luôn. Vinh cũng không biết. Thứ này hả? Chín chục ngàn. Nó máy móc này kia của ông đang bị hư nha cả nhà, nên gọi tiền sửa này kia là hết bao nhiêu đó ha. Thì gì đây, ông đang kiếm cái gì đây? Nói chung thì Vinh cũng không biết dịch sao nữa, cái nào hiểu thì dịch cho quý khán giả mình nghe vậy thôi, chứ Vinh nhầm cái Vinh cũng không có biết đâu cả nhà ơi, quá là khó rồi. 500. Ồ, 500 ngàn luôn kìa. 500.
500 ngàn là 1 triệu. Triệu. 1 triệu 20 ngàn. 1 triệu 40 ngàn. À. Rồi, rồi. Sửa máy. À, sửa máy. À, rồi, rồi, cuối cùng hiểu. Là 1 triệu 40 ngàn nha cả nhà. Rồi 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 ông đang gọi là bức xúc những cái chuyện mà nói chung cái chuyện này thì Vinh bây giờ cũng không thể diễn tả được. Rồi thì bữa nay đem cơm lại cho ông này kia ăn một bữa cơm cho nó no nha cả nhà. Rồi rồi nè ông ơi, ngon ha, ngon ngon à, ngon ha, ngon à. Rồi con bye bye ông nha. À, hẹn ông gặp lại ông nha. Rồi con chào ông. Dạ Vinh Đăng Hồng xin chào tất cả quý khán giả đã xem video clip này của Vinh nè. Vinh hẹn tất cả quý khán giả những video tiếp theo.